Ok, mời lên em. Hôm nay thì tìm một con game mà cũng đã muốn chơi từ rất là lâu rồi. Nhưng nay mới có thời gian, ngay chủ nhật rảnh rỗi. Tối nay chắc là Noel đó. Nên tranh thủ trưa nay chơi đi. Đây là con Dust Envoy. Đây, chúng ta xem qua trailer của con game. Hơn 1 phút rưỡi. Tới vừa mà chiến thực, lại vừa mà Guild Time Tactics, lại theo cái thể loại mà nhập vai nữa. Anh em nhìn cái kiểu đánh như tên bay nha, nhưng mà trong lúc đánh mình có thể di chuyển liên tục đánh tay đàng hoàng bình thường luôn, chứ không phải chỉ đứng một chỗ rồi cách kêu như thế này đâu. Đồ họa thì nó cũng mà tương đối ổn áp hơn, không thực sự gọi là quá đẹp được đó. Anh em nhìn cái này chắc giống đến nhớ đến mấy con game MOBA đồ như Liên Minh đồ chứ gì. Tết đồ hình như có co-op nữa hay gì cơ. Game này thì lúc trước đã chơi một lần trên cái bản demo ở trên Team Deathmatch rồi, thì nay Dev gửi kỳ cái bản hoàn chỉnh thì thôi cũng tranh thủ chơi qua luôn. Những cái bộ khiêu nãy giờ nó mang tính yếu tố chiến thuật rất nhiều nha. Như anh em thấy là cái dây chói nó nói nhiều mục tiêu nó thu hình lại. Rồi lập một cái bức tường đá để giới hạn di chuyển nhân vật. Một số kỹ năng rất cao cấp nè. Đây, rất là đầy đủ. Những game này thì nó sẽ thiên về cái gọi là cốt truyện, Guild Time Tactics, khám phá, cào cái hầm ngục. Tổ đội mà nhập vai luôn nè. Tức là có khá nhiều nhân vật chính trong tổ đội rồi đó. Co-op campfire luôn hả? Ồ, game này có co-op luôn nè. Anh em nào có bạn bè thì cũng qua chơi con này được á. Giá game thì giá này là cũng xem như là khá là mềm rồi. Cho một con game có thể nói là gần như 2A như thế này. Anh em nhìn cái bộ khiêu dưới này nè. Nó giống hệt như mấy con game mà MOBA luôn. Hiện tại họ đã kết thúc cái phiên bản demo con game hay gì? À, đã lên rồi. Lên sóng rồi mới kết thúc. Demo bây giờ đã xuất hiện. Là đây. Lúc trước thì họ chỉ giới hạn vô cái phần mà Steam Next thôi. Nên bây giờ đã không công bố đầy đủ, anh em nào có thể thử qua bản demo này trước khi muốn game. DLC họ có hai cái nè. Một cái ạc bút với một cái sâu sắc nữa ta. Ạc bút thì tôi đã nhận rồi. Ạc bút là dạng như mình download về sẽ được mấy cái hình ảnh in game mà được render chất lượng cao á. Anh em có thể dùng làm cái hình nền hoặc là trang trí cái gì đó. Một số cái ad bút thì nó sẽ tích hợp vô con game luôn, một số ad bút chỉ là những cái ảnh bên ngoài thôi. Nhưng còn cái sâu chắc này thì nó không hiển thị, cũng không biết làm sao nữa. Còn sâu chắc này gồm tới 60 bài, 43 bài rồi. Có nghệ sĩ riêng luôn, lượng là 450 mê, kéo dài gần 60 phút. Xem thử cái nhà phát hành này còn những game nào nữa không. Cũng còn khá nhiều game khác nha. Tower of Time thì tôi mua rồi, nhưng mà đến giờ vẫn chưa có thời gian chơi. Tower of Time có chưa ta? Không nhớ nữa. Đây có rồi nè. Con game cũng mười mấy GB luôn nha. Con này thì chắc cũng mà sao nhìn mấy cái thành thì nó giống Dash Đinh gần vậy. Cũng có hệ thống mà cây kỹ năng rất chi tiết nè. Cái nhà phát hành này họ chủ yếu tập trung vào cái phần gameplay nhiều hơn. Đây cũng là Guild Time Tactics nè. Cái phần này thì mô tả gần giống hơn mà cái nãy đó. Con này có Tower Defense đó thì phải. Không có, chỉ có Guild Time Tactics thôi. Dẫn đi khám phá hầm ngục. Game đang giảm 70%, chỉ còn có 60 mấy nghìn. Một thể loại mới rồi bây giờ nè. Thì cách đây là hơn 5 năm thì họ đã nghĩ ra cái ý tưởng này rồi. Thì con Dust Envoy tiếp theo chắc là cái sản phẩm họ đầu tư chỉnh chu và nhiều nhất trong game này luôn á. Đây. Chỉ có hai tác phẩm thôi, hai con game thôi, nhưng mà rất ấn tượng luôn. Con này nè, hơn 26.000 lượt follow nè. Này 17.000 thấp hơn, nhưng mà con này thì được đầu tư chính chu thành công hơn á. Rồi vô thử con game sao. So với cái thời bản demo thì không biết nó có khác biệt gì nhiều không.
Dead and Void 2023 Unity nha. Này đang load cái mấy cái upset game xong rồi chỉnh sửa rồi load game nổ đĩa, còn máy tôi nó già khỏi rồi nên bữa này nó chạy hơi bị lâu á. Nhìn cái Altair Gear này thì cũng đẹp nhất. Cái bối cảnh này được xây dựng trên cái thế giới là Steamfun nha. Steamfun nó là cái kiểu như bối cảnh hơi nước vậy, nơi mà cái động cơ hơi nước được cách điệu hóa, cường điệu hóa lên một cái tầm cao hơn. Bạn bè có thể join nickname. Vẫn chờ một ngày nào đó có tiếng Việt chính chủ trong game. Slow time á. Chết rồi, hồi nãy nó là bao nhiêu ta? Nó cũng tầm tầm này, chắc không nhiều đâu. Rồi, đó rồi, để đại đi. Cái này là tự động hơi thổi. Cái này là khi mà nhân vật nói chuyện kết thúc hơi thổi thôi thì sẽ tự động tiếp tục luôn. Hình như là cái cắt cảnh thì sẽ nghe ngay cái bộ ghi không? Bỏ cái mà mũ, bỏ cái mũ đi. Cắt cảnh bây giờ thì mấy cái trang bị của nhân vật sẽ không có bị cái mũ che lấp cái khuôn mặt nữa. Tactic mode đi combat, cái này thì không biết. Tự động cách khiêu ngoài combat, nếu vậy thì mình bị out mana không ta? Thôi mấy cái này thì chắc vô chơi rồi từ từ tính sau. Ui, ui, bỏ cái gung màn hình. Mấy cái này thì chắc tí nữa vô game tính. Đồ họa thì lúc trước tôi đã chỉnh cho cái bản kia rồi nên bản này chắc đã xin cái file qua. Điều khiển cũng tương đối nhiều nha. Rồi, chúng ta vô game. Tôi nhớ lúc trước chơi là mình phải tạo luôn hai nhân vật á. Nhân vật này là thằng em nè, nhân vật bên đây là nhỏ chị nè. Bây giờ cứ bắt buộc phải tạo hai nhân vật rồi. Rồi, mặt một đi. Màu cho nó tối một tí, cỡ này được rồi, không nên tối quá. Thằng em thì tóc xanh. Thôi nhưng cái này giống HKT quá rồi. Nâu nâu vàng vàng được rồi. Đừng có nổi quá. À nó có kiểu tóc đen nữa đây. Lãnh tử phong trần quá ha. Cái này cũng lãnh tử hơn nữa nè. Cái này thì tương đối chỏng tí, không hợp với khuôn mặt, nó hơi bị trẻo quá. Rồi. Tóc này đẹp nhất. Thôi, chọn chốt kiểu số 6 rồi đi. Kiểu này thì cho màu nó hay lên tí. Đây. Này đi. Vàng vàng. Màu mắt hả? Màu mắt thì màu trắng. Có cái tròng mắt không? Cho nó tí gầu luôn. Nhìn bữa bữa sao ta ơi. Cái tóc này mà để gâu này là đúng bữa luôn á. Nhưng mà bữa nó mới đẹp. Sẹo này cho nó giống mà đầu quýt chưa? Rồi ok. Cái gì đây? Lát. Cái này là lát chiến binh. Mình có khiêu cái đáp. Và cái khiêu mà khiên thép. Mỗi level mình sẽ được cộng là cái tam giác là gì ta? Mana, máu như mana.
Ranger, kỹ sư. Kỹ sư thì chắc khống chế chiến thuật rồi. Thường đội hình là luôn luôn phải có một tăng trong đây mới chịu được. Nhưng mà tôi chơi game mức dễ rồi nên Ranger đi. Ranger hay kỹ sư đó. Ranger thì có là cái bom độc nè. Cái này có stun với khống chế. Còn cái này thì pháp sư băng. Thôi cho anh em làm tanker đi. Thực ra tôi muốn nó chọn một trong hai lát này thôi. Nhưng thôi mình phân biệt đối xử nó một tí. Ồ cái này có trọng lượng nó buộc phải mang đó nè. Nên chọn cái lát này thì chắc tăng điểm này cho nó. Sức bền cộng máu nữa hả? Cái này mana chắc nó không cần đâu. Con thằng này thì không cần đam nhiều đâu. Mình còn 2 điểm vô luôn. 10 điểm thì tăng 10% máu thôi. 15 điểm thì tăng được kháng. Mười điểm thì nó mới tăng tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, thời gian cooldown đau. Mình được chọn nguyên cái bộ set cho nó từ đầu luôn. 10.5, 10.2, 10, 12, 0.7 à. Sao nhìn mà phiêu giật quá vậy? Cái này thì mình có được cái khiên rồi. Nhưng mà bù lại thì ram hết thôi. Mấy cái này là sao ta? Vừa phần đam trừ 7. Hai tay à, chắc nó chơi là song kiếm nên nó mới bị vậy. Cái này thì có siêu 19 đam. Attack là 0.61 à. Cái này đam nó trâu hơn rất là nhiều. Chắc là cái này đi. Cơ bản mặc định giờ đến nhỏ chị. Phải chị không ta? Phay này thì nhìn trẻ hơn tí nè. Da thì giống em đi. Tóc này nam tính quá. Tóc này thì cơ bản chuẩn luôn. Đó. Nam tính nữa nè. Cái này thì trẻ trung quá. Bị gối à. Cái này thì kiểu phong cách cổ điển hơn tí. Bữa tôi coi ông nào chơi ông thấy không chọn là hai chị em đầu chọc lóc đó nha. Này đi cho nó cơ bản nó bồng bềnh tí. Này ha. Màu mắt này nãy thằng em hình như là cũng màu trắng luôn rồi. Mấy cái matchup này phong cách nó go thích quá. Thôi để mặc định đi, không nên. Bây giờ vết sẹo nè. Sẹo này giống cái sẹo mà Cyberpunk rồi. Không phải chắc sẹo này đi. Cái này là cái hình vẽ, hình xăm hả? Rồi không đâu, rồi ok. Chúng ta qua nhân vật thì chắc là một là pháp sư, hai là kỹ sư thôi.
pháp sư. Thường tôi rất là thích cái lá pháp sư trong mấy game như thế này. Pháp sư mình có thể đi theo nhiều hướng nè, triệu hồi nè, nguyên tố nữa nè. Còn cái này là kiểu như là combat mà hồi máu vậy á. Nếu như bui cái này thì boost cho anh em thoải mái luôn. Hồi nãy không bấm vô trời. À, có bui được cái đường sát thủ luôn nè. Hậu vệ sát thủ, kiếm sư, Gun Sailing, thợ săn tiền thưởng, sát shotter. Hay là cái này ta. Này đây, đó là cho nó hợp màu tóc mình. Pháp sư thì đắt tăng hết chỗ này thôi. Suy nghĩ làm gì nữa. Chỗ nãy nhân vật mình đẹp lắm mà. Thôi tóc màu này đi cho nó nhẹ nhạt thôi. Đây thì mình có cái quả cầu 40 đam, áp tách là 0.3, 16, 16, 10, 10, hệ băng, hệ sét. Final DPS là nó chỉ có 10 thôi. Này đây, đẹp. Nhìn nó rất là ảo ma luôn nè. Đây. Giờ nhìn lại thằng em. Nhìn lại thằng em giống trẻ trâu vậy. Ý giờ Vincent. Thôi mình mới lỡ chơi thôi. Chứ cày cuốc nhiều, ăn hành nhiều nữa nó quê lắm anh em đó. Ở đâu đó trên sa mạc. Tắt bớt mấy trình nhiệt quét đó. John is as remarkable as any world filled with mystery and magic. Và anh cũng là một cái thế giới đầy những điều bí ẩn và ma thuật, rất là đáng cũng chú ý thôi. Nhiều thế kỷ đã trôi qua kể từ khi mà người con người đầu tiên đặt chân đến cái vùng đất này. Họ đều đến từ một cái thế giới ở rất là xa, cố gắng vượt qua những cái chặng đường dài tìm được cái nền hòa bình. Từ những cái chủng tộc cũ là ba cái chủng tộc này đây, họ thống nhất thành một cái gọi là cái liên minh giám sát những con người đi đến đây. Thì con người là những người tuy mà không có giỏi phép thuật cho lắm, nhưng họ có những cái mà nghiên cứu khoa học rất là tiến bộ. Họ đã tìm cái cách để sử dụng cái nhiên liệu gọi là mana đó, xây dựng một cái nền tảng của đế chế vĩ đại luôn. Khát vọng của họ thì không bao giờ có hồi kết. Điều này gây dậy sự mà thì cái liên minh hồi nãy á muốn chống lại cái đế chế này. Chiến tranh đã nổ ra rồi. Rồi, bem bây giờ hai bên là bem nhau khắp thế giới luôn. Một vài nơi thì vẫn là chưa có chiến tranh nổ đến. Lan đó, giống như một cái nơi này. Một cái khu vực được gọi là thành phố xưa. Nơi mà những cái nhân vật chính của chúng ta sẽ xuất hiện đây đây. Nó nằm thì rất là an toàn trong một cái sa mạc, xung quanh không có gì ngoài đất và cát, với những cái tàn tích do người cổ đại để lại. Thế giới không chỉ có hai phe, đế giới là liên minh thôi. Còn có những cái điều vĩ đại hơn rất là nhiều, đáng sợ hơn rất nhiều, giống như là hơn là cái cuộc chiến của hai bên đó. Đây, cặp chị em Maika và Leia đã săn tìm, khám phá những cái tàn tích cổ đó, như là để tìm kiếm thêm kiến thức và kho báu. Một cặp anh chị em đáng chú ý ở nơi thế giới mà họ sinh ra. Họ tự gọi mình là những cái thợ săn kho báu, đi tìm kiếm những cái di tích của người cổ đại đó, với hy vọng là tìm được. Họ còn một cái sứ mệnh lớn lao hơn rất là nhiều. Số phận đã bánh răng số phận đã chuyển động từ rất là lâu rồi. Họ chỉ là những con tốt trong cái bàn cờ này thôi. Whispering Sands.
Not exactly my favorite. Lời thì thầm của Cat. Don't complain, Mal. We're lucky to be away from this madness that spreads everywhere. That's true. Living at the edge of the world has its perks. Hey, thế giới thì có chuyện riêng của thế giới. Nếu chọn một phe trong cuộc chiến á, thì chỉ muốn chọn theo phe nào, đồng minh hay là đế chế? Chúng ta không biết nhiều về họ thôi, nên sẽ không có chọn điều đó. Đùa tí thôi, không có cần mà nghiêm túc gì đâu chị ơi. Rồi bây giờ mình đến đây để nghiên cứu cái khu vực này, nên tốt nhất là cả hai đều chia ra. Rồi, chúng ta tiến về phía bắc. Hai chị em này đã chia ra đi nghiên cứu rồi. Cốt truyện con game này như cái đoạn cắt cảnh này nãy á, thì anh em thấy là thế giới có rất nhiều chủng tộc luôn. Trong đó thì mấy cái chủng tộc, ba cái chủng tộc chính nãy tôi chưa kịp đọc tên nữa, nó chạy nhanh quá. Nhớ được cái chủng tộc Elf à, Elf á. Thì ba chủng tộc đó bắt đầu liên minh với nhau để tạo thành một cái phe gọi là đồng minh. Thì cái phe còn lại là phe con người. Phe con người thì không có giỏi phép thuật bằng cái phe đồng minh đó, nhưng mà bù lại mình có tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ rất là mạnh luôn, nên mới lập thành một cái phe gọi là đế chế. Hai bên thì cứ cạnh tranh với nhau thôi, thì chưa biết phần thắng là bên nào hay là bên nào cho mình là đúng nữa, chỉ là chiến tranh với nhau. Rồi xong rồi mới cắt cảnh qua cái cặp chị em này nè, thằng em với nhỏ chị nãy đó. Là hai chị em này ở một cái thành phố gọi là thành phố xưa. Nơi đó thì chiến tranh chưa có lan đến, nên cái tư tưởng chính trị của họ cũng không có bị ảnh hưởng bởi bên nào đó. Thành ra bây giờ hai chị em này chỉ là đi phiêu lưu rồi khám phá mấy cái vùng đất thôi. Tôi khả năng là đi khám phá những cái di tích cổ á, những cái vùng đất mà của người cổ xưa để lại bị lãng quên á, sẽ phát hiện ra cái gì đó. Cuối cùng bắt buộc là hai phe đế chế với liên minh phải bắt tay với nhau để chống lại mà cái thế lực thứ ba xuất hiện từ thời cổ xưa này rồi. Thì cái đoạn cuối nãy nó có ghi là cái bánh xe định mệnh nó xoay chuyển từ rất lâu rồi đó, chứng tỏ là cái thế lực thứ ba này nó tồn tại từ trước khi cái loài người với mà chủng tộc kia nữa. Thì đoán vậy thôi, chứ chưa biết nó làm sao nha. Anh em cũng đừng có sợ phôi, thì mấy cái con game như thế này cốt truyện nó chỉ xoay quanh đó thôi, không có hướng dẫn à. Bây giờ chuyển qua giữa hai chế độ, cái này là thông tin của quân địch, cái này là hướng. Thằng này có mỗi cái chi bút giáp thôi à. Tao là nó khiêu khích nè. Đây là cái chỉ số của mình để hiệu ứng. Máu hiện tại, cái này là máu bị thương, còn cái này là giáp phép. Camera nó không được mượt đó, có cái option nào chỉnh cái đó không? Không có cái nào chỉnh cho đó rồi. Gotcha. Ủa nhỏ mà sao thấy nó to quá vậy? Those things are so damn convenient. Đây là cái trụ này giống như dạng một cái teleport vậy đó, đánh dấu cái điểm khám phá. Đây là mình đang coi cái mini map. Bấm vô đây thì mình có thể chọn cái điểm detail. Chơi tới qua thôi, con này mình đâu có cần lo gì nhiều. Sao nó mạnh vậy? À, nó đang đứng trên cát, mình dính cái hiệu ứng cát của nó hay gì á. Hay nào, yếu quá rồi, chờ nó ra thằng con nữa.
lấy được một đống đồ mới. Nút tab này, nút y, nút y. Cái vũ khí của mình là cái này, nó là cái kiếm. Còn cái này là cái trọng kiếm mình mới lấy được. Nó sẽ tiêu tốn 4 mana. Ô, mình mất cái khiên luôn nha. Thôi kệ nó đi. Cái áo này nó cùi chứ gì. Cái áo mình đang đeo nó xịn hơn nhiều. Bên này là hết đường rồi. Giờ mình đi hướng đông thôi. Let's get going. Unit này sẽ giảm 50% khi mình núp ở đây. Là núp sau cái lock thì nó giảm đi đam. Nhưng mà núp đây đánh ai không? Khoan, cái này là cái gì? Sẽ nổ gây đam và gây đam chảy máu cho cái bạm di xung quanh nó. 35 máu, 35 đam. Trời, nó đánh xuyên qua luôn. Mày đánh ai? Mày đánh ai? Mình có thể tận dụng cái địa hình này để gây nổ, gây đam hơn. Nhưng mà mình tay ngắn mà. Chả tác dụng, tay ngắn sao làm được cái trò đó. Trusty old, or dare I say, ancient healing fountains. Thì mình có thể đánh trúng được hai con nha. Cái này là cái trụ hồi máu cho mình. Ở trên này có địch. Sao cái bản đồ này nó khác chứ mà cái góc nhìn của mình quá vậy ta? Chạy đông hơn sau. Nào vậy? Ủa sao tự nhiên có thằng người ở đâu đây nữa? Bạn chạy hả? Ủa, tính đâu cái này cái gương này là cái gì? Kho báu thôi. Thiết kế môi trường thì cũng tạm ổn đó. Hi, am I interrupting something? Cũng tương đối đẹp. Đây nhỏ chị đâu tiêu ta? Đi dưới đây có cái gương đó nè. Ở trên này. Sáu tiền với cục đá gì đó. Một cái nốt khám phá này. Cái bản tờ giấy dưới tay. Cẩn thận cái chàng trai này, anh ấy là cái kiểu dối trá, rất là dối trá thôi. Thứ những cái điều hỏi thần tốt đẹp cho chúng ta những cái đó. Đừng có giao dịch với hắn. Ai? Đây, tất cả cái nốt đều có thể đọc lại trong cái tab codex. Mình có được cái khiên mới nữa hay gì? Giống hệt cái khiên cũ luôn. Chả có gì. Bên này là cái gì ta? Nó hiện cái cấm chú gì nè. Làm sao để mở phá được. Còn bên này thì chắc tương tác thôi. Bây giờ chuyển qua Kalea hả? Chuyển xong.
Việc của mình ở đây thì đã xong. À, phải lại đây đọc cái này thì cái cửa này nó mới mở. Ông đếp ông sợ đi vô đây ông đọc cái gì đó. Trời, chị sao nằm bãi vậy? Không có hit and gun nhưng mà game liên minh được. Chào chị. Taking a nap so early in the day. Ngủ trưa sớm gì chị? Mal, I swear that if you... Tao thề tao sẽ bóp mày. Được thôi. Are you okay? Đùa tí là được rồi. Chị ổn không? Không ngờ có một cái bẫy chón nằm ở ngay giữa đường ở đây. Có thể ai đó là người đã đặt nó ở đây thôi. Không lẽ có trí tuệ nào ở đây hơn nữa? Hồi nãy mình thấy thằng người đó. Rồi đừng có cho anh đó. Cho anh hỏi bà chị bỏ bọc tay vô bây giờ. Có thấy gì bất thường không? Chỉ có một cái thằng mà đi lẻ thôi. Nó đơn giản là một cái thằng nhặt rác. À, cái thằng hồi nãy đó. Không có gì phải lo cả. Vậy là ngoài mình ra thì vẫn còn những cái thằng mà nó đi vô những cái di tích này. Chủ yếu là tìm đào bới cái đống cát này khai thác nó thôi. Bây giờ tất cả cái nhân vật của mình. Control thì quét khói là chọn tất cả các nhân vật là như thế này. Ngoài ra mình có thể chọn bằng phím số 1 và 2. 1, 2, ok. Cái skill này tốn là 40 mana, skill này 40 mana. Chị thì 108 cách thoải mái luôn. Ủa có cái gì đây? Sounds interesting. Yes. What's happening? Bấm. Số 2 qua anh chị boost cái kill cho anh em được không? Đi. Kill gì bá vậy nè. Phải. Cái kill này chỉ boost cho bản thân thôi. Trang bị bây giờ hồi nãy là đã làm rồi. Hai chị em này là xài chung cái khung trang bị hả? Cái nhẫn này sẽ tăng hai kháng phép. Weapon dam cũng 5%, git dam cũng 30%. Khiếp gì? Ít đam 155 nè, cộng 30 thiệt luôn. Mỗi cái nhẫn thôi mà nó mạnh vậy đó. Đi thôi. Khoan khoan khoan. Ở bên này còn cái nhánh rẽ gì nữa nè. À, kho báu. Bốc hơi luôn. Né 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 em.
Huh. Well, they're not camping, that's for sure. Thank you for the valuable input. Mình có một cái gương ở đây. Cái gì? Vũ khí mới, vũ khí mới. Cái búa với cây diều luôn. Cái cục linh hồn là gì? Cái này thì chắc thằng em nó mang rồi. So với cái kiếm gãy hồi nãy thì nó mới đam mạnh hơn một tí, giết đam nhiều hơn. Cái này thì xiên giáp. Cái trọng lượng mình coi ở đâu ta? Cái trọng lượng ha. Đây nè. Quay cáp là 49 nè, nhưng mà làm sao biết mình bao nhiêu 49? À đây 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 đây. Nó có cái thanh dọc nè, đeo bi nè. Cái này thì có thêm là 25 đam phép, nhưng mà mình không có tăng phép, mình chỉ thuần vật lý thôi. Rồi, cầm cái này đi. Chị chưa có đồ gì cả. Đi vô cái lốc sấy đó là bị làm chậm 40%. Có ghi gương. Có ghi gương là sẽ có quái vật ở đây đó. Đây, có đồ cho chị nè. Đam ít hơn nhưng mà đánh nhanh hơn hai lần nữa. Nó cũng nhẹ hơn đó. Vô cái vạch này thì mình sẽ bắt đầu cái trận chiến thôi. 12.6. Cái cục này nó gây 40 đâm độc, nhưng mà 10% cái tỷ lệ gây gối chí nữa. Đam nó vẫn cao hơn. Vẫn 15.1 đó ta. Mười hai chấm sáu đeo cái này vô 15.1 nên không? Tôi không nên đâu, cây đũa tầm đánh nó còn ngắn hơn đó. Thằng em được đồ xịn mà nó chị cùi quá gì. Giật cái mình rồi, không cần tê le đâu. Đánh xong rồi hả, uống máu. Ây. Quái trời lên đây phải không? Ủa cái gì đánh mình nữa vậy? Mình bị dính độc hả? Khu này khả năng có kho báu. Đó, có cái gương nè. Tại vì cái đường này đường chính này. Con này bự quá vậy.
nhẹ nhàng quá vậy ta. À, nó bị stun luôn rồi. Giờ nó chịu hồi hả? Another camp? This wasn't just a random patrol. They're bringing half the empire here. Look at all this gear. Thực trạng báo cáo là cái cửa ba đã hoàn thành. What are they even doing so far south? Cái SWAT đã đi vào bên trong một cái khu rừng đó. Thôi. Cái này hình như là cái ghi chú của mấy anh cướp. Mặc đồ chứ, có đồ xịn mà. Này chắc cho anh em đi. Cái gãy màu vàng. Thôi vãi đồ xịn vậy. Còn mình thì sao? Chị thì bao phế luôn. Người coi thằng em nó đeo 4 món à. Then I pulled a gun on him and shot him right in the gut. Khi tao chỉ xuống vào mặt, vào bụng, bắn thẳng vào bụng hắn. Thằng khốn vô dụng đó đã nhận được những gì mà nó sẽ làm thôi. Những thằng nhặt ghét à. Sếp chúng ta có việc nè. That's close enough, you two. We're not allowed to let any more archaeologists down there. Bây giờ thì nó không cho những cái thằng nào đi xuống dưới nữa. Tại sao? Archaeologist. Chữ này hình như là cái gì đó, nhà khảo cổ học hết nhỉ? That's what I said. Thằng này nó mới nói là những cái thằng đeo mặt nạ khám phá gì đó không được đi xuống. Nhưng mà nó không biết cái từ đó là từ gì. The people who are paying us. Trả tiền cho nó đi vượt qua cái khu này á. Nó là cái quân của mà đế quốc. So, what are you gonna do if we try to go down there? Nếu tụi tao muốn đi thẳng xuống thì mày sẽ làm gì? Calm down, Jeremy. Bình tĩnh nào, Jim ơi, chỉ yêu cầu thôi mà. Bây giờ mình có thể lựa chọn cốt truyện rồi. Tất cả những gì mà tao biết thì tụi mày, tất cả những gì tụi mày cần biết là họ trả tiền cho tao để là không có thằng nào kình mò ở gần đây. Đây là lựa chọn cái cốt truyện. Thì mình sẽ mỗi cái lựa chọn phân nhánh thì sẽ tạo ra một cái cuộc phiêu lưu khác nhau. Sau tất cả thì cái nhân vật của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái kết thúc đó. Anh em nhớ hồi cái mà lúc mới đầu vô tôi nhặt được cái tờ ghi chú á, nó ghi là không có thỏa thuận với thằng đó. Chơi nó luôn. Có vẻ như là chúng ta có vấn đề rồi đó. Be smart about it. Don't throw your life away over the empire's payroll. Khôn lên đi, đừng có dứt cái mạng của mày vì những cái đồng tiền của thằng đế chế. Hey, money. Tiền là tiền. Dinh dự là dinh dự. Chơi tiếp đón họ thôi, cái chuyện trai. Trời, tiếp đón phải dàn trận cái nữa hả? Bây giờ là cho nhỏ chị cánh trước cái khiêu đi. Cách xong rồi chị boost kill luôn. Rồi tới thằng em là lao thẳng vô. Nó sẽ cố gắng mà quật cái thằng này trước. Rồi, tới chị cắt kêu cái nữa. Rồi, xong nó rồi.
Rồi, đơn giản. Chơi mức easy mà nó như mức dễ nha. Ở đây có cái gì mình lút không? I don't know. They were just trying to make some money. We could have bribed them to avoid bloodshed. So they could cause even more problems? Mà chị nói thì họ chỉ muốn kiếm chút tiền thôi. Well, now we need to get inside. Bây giờ vào bên trong coi có những cái quái gì trong đó. Bán mạng gì đồng tiền. Tính ra mấy thằng đó nó cũng làm công thôi. Mình giết nó thì hơi nặng quá. Mà chắc là chưa có giết đâu. Bây giờ mình đã lên cấp. Nhấn phím Y để mở cái giao diện nhân vật lên. Chắc là ở bên đây. Thằng em thì chắc tăng cái sức này của nó lên. Đủ 10 luôn. Cái tí nữa là đủ rồi. Q. À. Ủa. Mình bắt buộc phải đi từ hai cái này hả ta? Platform. Nó tăng điểm thủ, không tăng tốc độ di chuyển nhưng mà giảm tỷ lệ mana. Cái này tăng máu rất là nhiều luôn. Tăng máu nhiều nhưng mà nó đánh rất là ổn định. Cái này tăng máu ít hơn nhưng mà này đấy. Rồi tăng cái này tăng sao? Đặt một cái cần câu đó, vị trí của mục tiêu, cái cần câu nó kích hoạt thì sẽ kéo cái mục tiêu trong cái khoảng cách 3 mét đó, kéo dài trong 20 giây. Hơi không ngon. Cách này, cái xài cái chiêu này sẽ không cái phá dở mà cái kỹ năng tàng hình của mình. Áp dụng tàng hình 30 giây để cách cái gan 25% tốc độ di chuyển tăng thêm. Phá dở tàng hình thì sẽ tăng 20% đam chí mạng trong 10 giây. Mỗi 15 giây sẽ quăng một cái cây dao lại cái mục tiêu quá gần. Cây câm lặng 4 giây và đốt 20 mana. Không phá vỡ tàn hình. Ném một cái cây dao về phía mục tiêu gây 120 đam cộng với mà 0% đam tím. Đam tím là cái gì ta? Đam vũ khí sẽ gây câm lặng 2 giây và gây vết thương 20 giây. Nếu mình cast trong lúc tàn hình nó sẽ đi thêm cái chỉ số. Vậy là bắt buộc phải nâng cái chiêu tàn hình trước. Gwit, Assassin, Lát đặc biệt. Thì tôi chọn Lát đặc biệt này rồi. Ơi, level 7 mới unlock được cái điểm này. Không nói sớm không? Có ném dao thì chắc không cần ném ghiều đâu. Nên mình chỉ tăng cái nội tại lên là chính. Reset là lúc nào cũng reset thoải mái được. Nên mình vô tư đi. Hai điểm nữa. Không, cái này không cần đâu. Hiện tại bây giờ mình chỉ tăng được cái bộ trong cái skill này. Nâng 2 điểm đáp. Cái vũ khí thì chưa cần đam cho lắm. Quét thì chắc hai chị em chung rồi. Nên nâng skill cho chị đó. Đương nhiên là nâng cái skill băng này. Cái này càng về sau nó càng mạnh. Ban đầu thì tôi nghĩ nó chưa có mạnh đâu. Triệu hồi được một con golem rồi.
Sure. Let's get going. Có gương. Nó hiện trên bản đồ nè. Mà sao cái bản đồ nó ngược ngược vậy ta? Xây camera xây làm sao? Mình đang đeo cái đôi nào vậy? Rồi, đổi được đôi giày rồi. Ủa không đam là sao? Không đam tức là mình không đánh luôn á. Cầm cái này vô mình chỉ là cách khiêu thôi. Hồi máu với hồi mana rất là nhanh luôn nha. Thôi không đâu, lần đầu tiên thấy cái vũ khí không đâm. À phải tương tác với cái trụ này để mở cửa. Can't say I recognize this place. But the barrier still works, so maybe there's no cause for alarm. Không thể nói là tôi không nhận ra nơi này, nhưng cái gạo trắng bây giờ nó được hoạt động rồi nên chắc là không có gì lo lắng đâu. Đừng có vội thế. Đáng lẽ phải ở đây là phải có người đúng không? Tại vì mấy thằng kia nó gác cổng là nó không cho ai đi xuống ngoại trừ cái quân đế chế. Tức là cái quân đế chế nó đã vô trong này rồi. Nên giờ mình đang quản cái là đánh động mấy nó liền đó. Hey, there's someone through here. Còn đừng có kêu lên. Mình cần phải lén lút vào đây mà không có kích hoạt cái hệ thống báo động của tụi nó. Thằng em thì nó đòi đi thẳng vô luôn. Còn nhỏ chị thì an toàn tí. Nghe này, thằng này cần đi ra khỏi đây thôi. Nó tưởng mình là quân tiếp diễn của nó, không phải đâu. Rồi nó báo động rồi. Cái bản đồ này nhìn nó khó khó sao ta? À, mình có thể gọi được thang để luôn nha. Đây. Cái bản đồ này có cách nào mà xây không? Không, không có xây bản đồ. Let's get going. There they are. Ừ,
sure. Cái này gì? Trời ơi, giờ mới biết nó là cái thùng nổ. Lùi lại đã. Mình có thể mở được cái cổng ở trên nè. Cũng đông phết nhỉ. Rồi chưa gì nó phát hiện rồi. Đút. Có cái gương nào được thêm đôi giày nữa. Đôi giày mới đeo luôn. 2 năm không à. Cái nhẫn này là cái vũ khí chứ không phải là cái nhẫn. Có trái đi cầu gì nè. Sure. Làm sao? Vãi thằng con robot. Ấy. Mẹ nó trông dữ vậy ta. Right, we'll do it the hard way.
Nhưng mà sao nó bắn vô cái trụ này dữ vậy? That's a League soldier. How did they get here as well? They shouldn't be here. That's what I'm saying. Who's next? Maybe the Emperor himself will materialize from thin air? Enough with the jokes, Malachi. Something really worrying is happening here, and we need to find out what. Gotcha. Yeah. Một cái quần vàng, nằm cái linh hồn, một cái điểm tê le. Mana God 1 là sao? Tốc độ tấn công thì nó giảm đi, kỹ năng kill thì cho nhỏ chị nó ăn được rồi. Đôi giày này thì tăng đam độc 2% nè. Mình đang đánh bằng đâm độc. Em có cặp vũ khí vàng xịn sò chứ không có đổi đâu. Trời ơi, có xây ra mega này à. Đó, xây hướng này là đúng rồi nè. Nó là cái phím 4 với phím 6 trên cái bàn phím á. Mình teleport đi lại chỗ này. Rồi hang để nó không teleport cho mình nè. Đi lên hướng bắc và thử cái diện đây không có người đang ngủ này. Ủa cái gì? Ôi vãi cái tay leo vọt. Cái kiếm này là sao ta? Ủa thằng em đâu vậy? À hai đứa vẫn còn đây mà. Cái khối tinh thể vậy đây. Như là tay đeo phọt nó qua chỗ này, mình cứ đi hết cái khu bên trái này đó.
You asked for this. Get our hands dirty. Time for plan B. Moving fast. Knock him out. Được cái găng tay mới, một cái gương. Nó mở cửa kìa. À, nó mở từ từ. Cái chuẩn mới này thì cái này màu vàng, không biết nó có xịn hơn màu xanh không. 10.4, nó không có đâm lửa. 8% chảy máu, cái kia thì 30% lửa đốt. Đánh nhanh hơn tí, nhẹ hơn tí. Nhưng mà cái này là một tay nha. Cái này mình xài với khiên được. Cái găng tay mới này cho nhỏ chị. Ủa thằng em mà bui đa ma gích ta. Cái này là cái gì? Let's get going. Em bây giờ nó bút khiên lên châu vật phá luôn.
dưới này có cái gương nè. Cái gương mới được cái gì ta? Cái găng tay. Cái găng tay này thì dạng heavy cho em thôi. Lên tới mức này mới gọi là quá tải, 30 lần, 30kg lần. Cũng không có gì mới. Vô đây tôi nghĩ là đánh boss luôn á. Nhìn thiết kế cái đường như thế này là rất là nghi luôn. Nên thôi. Qua đây đi, qua đây khám phá cho hết mấy map thử. Thì game phải chơi cẩn thận kỹ càng. Cái gì chưa gì đánh rồi con quỷ đó. Này là cái gì ta? Khoan 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 khoan. Ủa sao lại đánh nhau? Cái này chắc là giải đố thôi. Băng nữa. Gotcha. Here I come. Sáng chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Hay là phải sáng hết tất cả để đánh nhau. Rồi như vậy là bắt đầu từ cái này mới đúng. On my way. What do you propose? Nó bị tao rồi. Just a little walk. Đeo đồ vô. Chúng ta có cái quần mới nè. Cái quần này thì có quần nhẹ. Quần medium nhé.
cây này thì cái gót bao cây nỏ nó thể cầm một tay nỏ một tay súng cũng được. Cây nỏ này tầm đánh rất là ngắn nè, 25% gây băng. Tính ra cũng chả cái gì ngon cả. Cái nỏ này thì xài có một tay à. Nên cái tay còn lại thì không lẽ cầm cây khiên. Cái khiên vô rất là nặng luôn ha. Ôi vãi. Thằng nào vô nó đây. Được cái nhẫn mới. Cái nhẫn này thì nó chỉ là kháng thôi. Cái giáp này giáp LV luôn, có thằng em mang được thôi. Chỉ số nó giống hệt à. Không có vũ khí mới nào cho mình, cho anh chị ta. Xong rồi đi đến boss thôi. They've already activated it. Thôi là thực sự kích hoạt nó rồi. I don't think it's fully powered up yet. If we act quickly, we may be able to take it out. Nó thì vẫn chưa có được mà hoàn thiện về cái sức mạnh đâu. Nếu nhanh chóng thì chúng ta có thể đánh bại được nó. Nếu chúng ta mà quay lại yêu cầu cứu viện á, thì nó có thể là trốn thoát được. Một công trình thì đang tích tụ năng lượng như thế này có thể phá hủy thành phố của một chúng, có thể phá hủy thành phố của chúng ta chỉ trong một vài phút. Mạnh như gì đó à. SKAV Netralet.
Namamnet Kaita Magua Teteipat và cái méo gì? Thật ơi, Kaila. I've got your back, Mal. Em chọn đi. Tôi đồng ý với em đó. Chuyện gì nó nửa cây đó hả? Nhanh vậy? Em bật tim lên méo cần méo luôn. Ủa sao nó bất tử rồi ta? Đi ra. Vậy thôi đó hả? Kìa, nhìn nó lỗi bớt rồi. Được cái kiếm băng. Chắc do mà mình quen mấy dòng này mình chơi thế là dễ đó. Cái kiếm băng này vẫn hai tay. Nó không có ghi bậc nha. À, nó có ghi bậc 1 nè. Mười hai phần trăm hút máu luôn. Leadam, Lockdam, Mathia, Mathia cộng với 50 máu lần. Còn cây kia vẫn ngon hơn nhiều lắm. À, cái đắt chan đây. Nếu mang nó trong cái mà khi nhân vật đứng yên thì sẽ cộng hồi 10 máu, 60 giáp và 20% cơ hội đánh. Lát chan này nó mạnh phết đó. Kích hoạt một lần mỗi cái combat thôi. Được. Cái vũ khí vàng nó vẫn quá là bá đạo. Ủa? Just a little while. Hey, is that a leaked soldier? I think he's still alive. Sure. Đó, có đồ cho anh chị rồi đó. Đây. Ủa, vẫn là thằng em á. Ủa, hồi nãy giờ không mang kiểu này. Hai cái thì vũ khí nó trừ 20% lận. Nhưng mà không mang thì nó lại yếu. Mèo biết luôn. Trời ơi, nãy mang kiểu này từ đầu đi. Tại sao? Tại sao? Sounds interesting. Thằng lính bị thương nè. Ổn chứ? Này là chiến binh bị thương của quân đồng minh mình. Liên minh. Tôi sẽ giết cái tên thốn về hành đó.
Jehan, đó là một thương nhân ở cái thành phố xương phải không? He promised us we'd find ancient knowledge here. Đúng là nó hứa với tôi sẽ tìm thấy cái mà cái kiến thức cổ đại ở đây. Nhưng mà nó đã bán đứng nó cho đế quốc rồi, tội nghiệp quân đồng minh đâu. Damn humans, always messing with things. Đủ con người khốn nạn. They activated the construct to blast through the barrier, but it turned against them. Họ kích hoạt một cái công trình để đi xuyên qua cái tường chắn đó, nhưng cuối cùng nó lại phản bội chính mình. Jehan gửi bạn đến đây. Đến tiền đâm sau lưng. That's enough, Mal. The soldier's dead. We should inform Benedict when we get back. Dù sao nó cũng đã chết rồi. He deserves worse than just sitting in a cell. Benedict's in charge of the law back home, not you. And he's got guards to back him up. Mình sẽ về báo cáo với ông với Benedict. Benedict là cái người mà chịu trách dạng như là cái người gìn giữ pháp luật cho nguyên cái khu đó đó, giống cảnh sát trưởng vậy đó, chứ không phải là thằng em này đâu. Nên thằng em này thì cay cú cái thằng thương gia lắm, nhưng mà nhỏ chị thì nói nên giao cái thằng mà Jehan đó cho Benedict xử lý đi, đừng có làm gì bậy bạ. What is this place anyway? Vậy nên này rốt cuộc là cái gì? Phè lút cái trưởng này đúng không trời? Đây là dạng như một cái kho chứa đồ, cái này được bảo quản rất là tốt luôn. Can you make any sense of it? It's encoded. It would take me weeks, maybe months to decipher it all, but cái này đã được mã hóa rồi. Nếu muốn giải mã thì sẽ mất cả hàng tuần, hàng tháng nữa. There are a few mentions of revenants and chắc hẳn là nó chứa một cái gì đó rất là lớn lao trong cái này. I think the construct we fought was assembled at this very facility. Một cái vũ khí cổ đại được với bản thiết kế vũ khí cổ đại. Này rất nguy hiểm nè, bên nào cầm cũng là nguy hiểm hết, bên đồng minh hoặc là đế chế luôn. So it's all powered by this generator, right? That means we could rig it to short circuit the whole network. Bye bye, Deathbot schematics. Tất cả cái nguồn năng lượng thì đều xuất phát từ cái cỗ máy này, cái máy tái tạo này, cái máy mà sản xuất năng lượng này. Nếu chúng ta thì động chạm nó một tí thì có thể làm sập nguyên cái hệ thống. Nên ông ta. Đây là cái máy phát điện có tuổi thọ hàng thế kỷ và nó vẫn đang hoạt động tốt. Nếu chúng ta tháo nó ra cẩn thận thì đem và mang nó về nhà, chúng ta có thể cấp điện cho nguyên cả thành phố luôn. I get it. But we also know that the Empire and League know of this place. They may already be on their way. Thì đế quốc nha, mà liên minh cả hai cái phe luôn đều biết về cái chỗ này rồi, nên mà không có dễ dàng để mang nó đi đâu. Tốt nhất vẫn là nên phá vỡ nó đi, để cái kiến thức này không có nên rớt vào tới cái tay bên nào cả. Chắc chắn cái thứ này không được sử dụng như cái mục đích tốt đẹp gì cả. Đương nhiên rồi, nó là vũ khí mà. Nếu như chọn phá hủy thì nó đơn giản quá. Còn cái này thì tôi nghĩ nó sẽ liên quan đến cốt truyện hơn. Tháo dỡ nó đi. This knowledge may be dangerous and we don't know what the future holds, but our city could use this energy. Đúng là cái thành phố của chúng ta rất là cần cái nguồn năng lượng này. You know I'm right, Mal. Come on, let's get back to the city. Em biết chị đúng mà, Mal. Send someone in here to recover as much as possible. All right. I guess I Let's get out of here. We've got to tell Benedict about Jehan. Anh đứng chết mà không để cái gì lại cho em loot hả? Rồi chắc mình về thôi. Đây là cái máy cấp phát thiết bị năng lượng cho nguyên cái khu này luôn, nên mà phá hủy nó thì cũng uổng lắm. Tổng cộng kill 6642, đâm đia thì nó chỉ nhiều hơn. Cái đàm vũ khí với cái khiêu đàm. DPS trung bình thì chỉ cao hơn, nhưng mà thằng em là nó tăng về mọi mặt. Mana thì cả hai hồi báo em cũng rất nhiều nữa. Đây cái thành phố xương của mình đây. Nhìn cái bản đồ là thấy game rất là thú vị rồi nha. Khu vực thử thách là cái quái gì ấy. Cái này là cái quái gì luôn.
quay về hình. À cái chỗ đó là cái chỗ cái khu di tích nãy giờ mình đi vô á. Đây là cái thành phố xương của chúng ta. Hey, you piece of shit. I know what you did. Này thằng Dĩ Hành khốn kiếp, tao biết mày đã làm gì. Mày đang nói gì cái thứ gì đấy? Mày đã gửi một số cái quân lính của quân đồng minh đến cái khu tàn tích. Và sau đó chưa báo giờ bên Đế quốc. Thì sao hả mày? Cầm mắt nhìn đá chứ. Đồ bạ thì hơi to tí. Had to lock him up for the night, for his own protection. He could have gotten messy if the guards hadn't separated them. Tốt nhất là giam hai đứa nó một đêm đi, để tách hai đứa nó ra. My lovely sister, you are a sight for. Ủa cái này là em gái hả? Em gái hay chị gái? Get your stuff. Chính chị đó. Thôi, đóng vai chị đây. Cái tóc này nó không được xử lý đẹp cho lắm nè. Anh em nhìn thấy nó. Tôi để là sẽ tên là Ucha đó nha. Cảm ơn chị đã đón em. I covered for you. Mother thinks you've been partying. You are hero. Còn em vẫn là một thằng ngu thôi, khiến tôi lo lắng à. Vì cái bọn mà lũ cái mấy thằng lính của thằng Jehan á, lúc nào cũng sẽ giết em mà nếu như không có sự mà can thiệp của Benedict. No, you weren't. Đánh không lại anh kia nữa. I admit I may have been in trouble. Yes, thank you, Benedict. I know you have more important duties. We've been through worse. Nhìn cái bộ giáp này của anh Ben là nó hơi vàng đấy. That's the plan. Let's go, Malachi. Look present. Got it. And don't mention it. Đừng nhắc gì đó nữa. Chuyện đã qua rồi. Đây là cái khu huấn luyện. Mình có thể vô cái khu huấn luyện này. Bên trong thì mình có thể test cái vũ khí và cái năng lượng, cái mà cái những cái kiểu nội tại của mình. Mình có thể tương tác lời nhắn trên cái bảng này. Đây là cái thử thách chiến trận thôi. Nếu như mình thắng một mảnh đó, nó thì không có care theo cái level của party của mình, nên lúc nào mình có thể thử cũng được. Thử trên đó thì nó sẽ cho mình mấy cái trang bị xịn sò hơn. Thành phố nhìn cũng chất lượng phết đấy chứ. Please, City Protector, you have to help us. For the tenth time today, leave me alone. We've got more pressing matters. You lost it. You find it, Elf. We didn't lose it. It was stolen. Bán hết đi. Cái này mình đâu có xài nữa. Move along. Lần sau biết cái này giá nhiêu đó. Ừ, có số 42 nè. Cái này cái mới hả? Vui bán cái vật phẩm này bằng cách kéo thả mà là lựa chọn đó. Mắc quá vậy, bán nhiêu đây được có 500 mà. Nó bán là cái đồ cùi bắp này, giá 200 mấy. Bị điên à. Mua được cái áo mới. Cái áo mới cho anh chị. Tăng được tí máu thôi. Ngoài ra thì chả có cái gì nữa. Cái áo này thì nó rất là nặng rồi. Không đâu.
Thằng em đi mở map đi chứ. Thằng em đi mở map thôi, anh chị đi shopping. Cái này cái đũa phép một tay hả? Thấy thực sự cũng không ngon hơn nhiều. Đây cái này là cái bản thiết kế nè. Cái nhẫn bậc 1, cái găng tay cũng bậc 1, không hơn gì cả. Cái này là sao ta? Chín trăm tiền lận, mình có 1.000 tiền nè, nhưng mà nó chỉ bật một thôi. Có mua thử cái bản vẽ của nó làm sao. Cái này dạng như cái dấp lửa vậy, tăng cái cơ hội chích thêm cái vũ khí một lần nữa, kích hoạt thêm cái mà hiệu ứng của vũ khí thêm một lần nữa. Hiệu ứng vũ khí này sẽ là 50%. Nếu cái vũ khí mình có 10% cơ hội tuôn đó thì nó sẽ tăng thêm 50% của cái 10% đó, tức là 5% nữa là thành 15%. Hỗ trợ cái vũ khí là cây gậy, cái găng và cái gì đó. Con chị của mình đang đeo cái là cung có 25% đóng băng. Nếu như mình khảm cái này vô thì nó sẽ lên 37.5. Cái này cộng 10% đam. Tấn công thì sẽ dính vào giáp 2-4. Cái số thấp là do vũ khí một tay. Cái số cao là vũ khí hai tay. Sau khi cast một kill thì nhận 50% kinh đau. Kinh đau gì đút giảm 50% hồi chiêu trong vòng 10 giây á. Cộng một cái mà dũng cảm lên 4% cái đó, 400 máu. Cái này là đơn giản nhất. Cái này hợp cho anh em, mua thử cái này. Mua xong thì mình sẽ làm gì nữa? Mua thì nó ở đâu ta? Mua rồi thì nó đi đâu? The generator we found in the ruins. I'm glad it was given a good purpose. Trừ tiền rồi mà. Empire's Reach. Không hiểu lắm, mua thì nó mất tiêu luôn à. Chắc bây giờ nó chưa mở cho mình xài hoặc là chưa có làm gì đó. Nhưng mà ít ra nó phải hiện trong cái kho đồ chứ. Nó có thể nằm ở bên cái gáp nè. Hoặc là cái này nè.
Good afternoon, Malachi. Hi, Dad. Sorry I'm late. I had to... Bố mẹ đây à? Save it. Benedict has already filled us in. Benedict đã nói về cái chuyện đó rồi. I told him not to go looking for trouble right after we took out that ancient construct. Con đã bảo em ấy rồi, đừng có là gây cái gây cái gối đó sau khi mà trở về rồi cái tàn tích rồi. There was a construct. You fought an ancient construct. Có tàn tích và con chiến đấu với một cái công trình cổ xưa đó. Còn phe cái đó. If it powered up, it would be unstoppable. Nếu nó được cấp nguồn điện đầy đủ thì không thể ngăn cản được đâu. As much as I hate to admit it. Con đã nộp cái bản báo cáo đó rồi rồi. Đó là quyết định tốt đấy. Rất vui gì đó, cha là an toàn. Liên minh và đế quốc đó bắt đầu xuất hiện trong cái khu vực của mình này. Cái khu của mình là trước giờ là không có dính dáng đến chiến tranh này. Đó. Những cái thế lực vĩ đại đó bắt đầu tìm đến thành phố của chúng ta. Điều đó rất là đáng lo ngại thôi. Chúng ta sẽ họp vào cuối ngày hôm nay để giải quyết cái vấn đề này. Trong lúc đó thì nên trang bị sửa soạn cái trang vật tư của con rồi đi. Cho tiền con không? Đó, bố mẹ cho con 150, không thấm vô đâu vậy. Thêm đi bố mẹ ơi. Đi chơi đập phá banh cái tàn tích cổ về được không bà già cho tiền đi chơi tiếp. Hiện tại cái đoạn này là xong cái đoạn demo với mà trailer trong tem Netflix thì xưa rồi đó. Mấy vũ khí bậc 1 không? Mấy cái này là mình bán cho nó rồi. Mấy cái quặng này mình bán cho nó 5 đồng, nó bán lại cho mình giá 50 đồng. Cái nỏ này thì gây cái hiệu ứng nó ngon hơn. Đam cũng cao hơn. Mua rồi không biết nó làm sao. Không chấm hai của cái giáp đang mặc thì cái thằng này cái giáp của nó là 98, 0.2 thì nó chỉ có 2 đam thôi. Nhưng mà tính luôn cái siêu này không? Chắc không đâu. Chỉ 2 đam thì không thấm là bao. Thằng em thì chưa có nhẫn, cái nhẫn này cộng chỉ số cũng ngon lắm. Một 14 thì chả nhiêu đó. Thôi. Nhưng mà nó có cái vệt sáng như này là cái gì đó. Nè anh em nhìn đâu. Vui ba cái mảnh sắt
À, nó là cái nhiệm vụ của mình. Không bấm vô được. Bây giờ vô cái mục gấp. Gấp đây. Cái mê tổ bậc 1. Chọn cái item mình muốn gấp. Làm gì có item nào? À đây đó hả? Đây là cái bản thiết kế. Ví dụ như cái súng một tay, cái dao găm, cây nỏ, cây gậy phép. Nhấn vào đây nó sẽ ra 5 cái. Cái bậc 2 thì mình cần cái pha lê này, bậc 3 là cái tinh thể bí ẩn luôn, nên mình chỉ có đồng là bậc 1 thôi. Nếu tốn 2 linh hồn thì nó sẽ ra được cái trang bị phép này. Nó cộng thêm một đống hiệu ứng luôn. Bây giờ nó chỉ bắt mình gáp một vai tầm thôi, nên tốt nhất là không nên tốn linh hồn gì cả. Cây nỏ bậc 1, tốn linh hồn thì nó sẽ ra mấy cái dòng này. Random là một dòng hay gì á, chứ không phải là nó ra tất cả những dòng này đâu. Nên gấp cái nỗi cười này thôi, cho xong cái quét đã. Rồi trở về báo với bố mẹ. Con gấp xong rồi đây bố ơi. All right, I see you're all set. I'm glad all of the crafting lessons rồi. Didn't go to waste. Lãng phí phết đó, chứ không lãng phí đâu. Tự nhiên bắt con đi mua mấy cục đá đó, trong khi trong người còn một đống rồi. For an extended test flight. Beyond the sands? Maybe even past the Mekan Mountains? Bây giờ mình có thể vượt qua được cái dãy núi Maset đó. Enthusiasm could power it. You know it's too dangerous to try. Damn. For a second there, I thought you'd found. We can't promise anything yet, but we've got. She mentioned she needed a hand with something, so why don't you drop by and see what she. Bây giờ xem có cô ấy là giúp muốn cần cái việc gì nó giao cho mình, chắc lại một cái quét nữa thôi. Cố gắng đừng có vào tù lần nữa nhé. Ông bố cổ vũ mình, đừng có vô tù nữa nghe con. Nghe cảm động phết. Ủa mình đi được ra tới đây luôn hả? Lên cấp rồi nè. Bây giờ mình có 2 điểm Glass Void. Chưa có nâng được cái đó. Phải làm sao mới nâng được cái nhánh bên đây ta? Bây giờ mana mình ít lắm. Mình không có chơi chiêu đồ bậy bạ được đâu. Mình không có bỏ được cái chiêu này luôn nha. Cái chiêu này nó bắt buộc mình phải có rồi.
Ở đây nó ghi 123 mà vô game thì xài UHD. Có cái nào để 1234 không ta? Chứ QWG tôi không quen cho lắm. Nè, camera nè. WG 12345 Z WG 12345. Thằng này máu dữ gì ta? Báo rất nhiều luôn. Cái trên bản này có cái thử thách gì đây? Level 3, chúng ta được một cái dao găm màu tím. Dao găm một tay cận chiến 150 vàng. Thử rồi. Bên này là cái gì? Chết rồi, mấy cái nút nó không hoạt động ai. Đóng rồi, chết tôi rồi. À. Chuẩn bị trước rồi gì đó, làm lại được không? Lật ra xếp, chúng ta khởi động lại từ đầu thôi. Level 3 mà sao mà
đâu, quay cái camera hướng này. Không có chỗ nào để nấp luôn. Just a little walk. Patience, what's that? Cover me. Moving fast. Be careful, enemies up ahead. Cứu chị em ơi. Ây da, nó đóng băng đau quá. Rồi, thằng em hẻo rồi, chị cũng đi luôn rồi. Không ổn. Sao level 3 như nhau mà mình yếu dữ gì ta. Thôi, hôm nay ngừng ở đây thôi. Có thời gian thì chơi tiếp con game này, cốt truyện nó rất là thú vị nha. Rất là dài luôn. Sẽ ship chưa ra nữa. Bây giờ thì tôi ghép và quay cho anh em. Đây. Đợt này thì tôi ghép và quay con game gì ta? À con mà bị lao đợt thôi. Đợt này tôi ghép và quay cho anh em con game này. Game này là tôi bỏ tiền túi mua đó nha. Chứ không phải là có kỳ ở đâu ai tài trợ đâu. Nhưng mà tới 20 người luôn á. 20 người thì chắc tôi lấy thêm một con nó ghép và quay cho anh em luôn. Phao đình ghế là con gì đấy ta? Đây. Game từ giảm 35% giá còn nhiều đó. Con này thì vẫn có thể chơi một mình được nha. Single laser. Nếu có thể tấn công thủ thành thì đồ hết. Game đã hơn 200 đánh giá rồi. Nhưng mà nó hơi mít shit tí thôi. Game này thì tôi mua trong cái bộ key combo mà co-op với bạn bè nó còn dư giá. Nên giờ đem giveaway cho anh em luôn. Nói chung thì tôi sẽ giveaway hai con này. Giải nhất đầu tiên thì bị lao rồi thôi. Quay 5 lần. Đúng, bị lao rồi thôi. Rồi tương tự thì quay 10 lần. Những chúng còn Founding Game này. Nói chung là nhiều người tham gia nên tôi thêm một con game nữa vô cho anh em. Thì nó quay 10 lần nha. Lần thứ 10 thì sẽ trúng con này. Thì lần 1, lần 4 á, sẽ tăng cái get lên thôi. Get mỗi lần người trúng cái này sẽ thêm một cái tên vô nữa. Thì như ở đây có 20 người đi, mỗi lần trúng thì nó sẽ tăng thêm là khoảng 4-5% nữa. Thì lần thứ 6 đến 9 cũng gì luôn.
Rồi, bây giờ bắt đầu quay nha. Tại nhiều người tham gia quá nên tôi bỏ một con game nó giveaway cho anh em luôn. Thì list game giveaway còn nhiều lắm. Tới chừng đó thì có nguyên cái danh sách mấy con này luôn nè. Trước mắt thì tặng cho anh em hai con này đó. Rồi, bây giờ vô giveaway cho. Quay cái bong bóng nha. Làm tiếng nhạc nữa. Đây, 20 người của chúng ta. Trộn lên, thiếu ai không? Từ 2 đến 21 là đủ nha. Rồi bây giờ bắt đầu quay lần thứ nhất. Lần thứ 5 là ăn được con Blauleton, lần thứ 10 thì ăn con Fallen Gen. Đáng lẽ là có một game thôi nhưng mà game này tôi tặng thêm do nhiều người tham gia quá. Đây. Đó giờ mới thấy thằng này nó vô đường lần đó, thằng chủ thớt của chúng ta đó. Không cần ghi mấy chữ video chat đâu. Tôi sẽ gửi qua mail hết. Lần thứ nhất là thằng NCN nó đã có được một cái mà tỷ lệ, ăn thêm một tỷ lệ rồi. Thắng Cu Teo, thắng Cần Thơ, thắng Chia Tay, thằng Cu Tí ở đâu? Ở đâu mà sao tôi nhìn không ra ta? Đây nè, số 2, bắt đầu lần quay thứ 3, hay là người đạt cái tỷ lệ tăng lần thứ 3 đây. Thanh niên này trúng nhiều lắm rồi nha. Thanh niên Minh Chiến, Minh Chéo nè. Một pixel nữa là đã vô Minh Chiến rồi. Bách lúp, chúng ta có số 3 bách lúp. Rồi số 4, người tăng tỷ lệ thứ 4 đây. Trung Huy, nở, thằng nở kìa. Tí nữa thằng nở được đế chính rồi. Rồi lần này là người nào vô tên, người nào là người đó sẽ ăn giải con Blauleton này nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu quay. 4 lần đầu chỉ là đề 3 thôi. Trứng này vô trứng hay gì vậy? Một pixel vô anh niên chứng quy rồi. Chứng quy này không có số luôn. Anh niên có số 4 thì cũng không trúng. Rồi chúc mừng anh em Trung Huy. Rồi tiếp theo là lần quay đến lần 6, lần 9 thì nó tăng ghét thôi. Đến lần thứ 10 thì sẽ trúng luôn con Fallen Gen này. Vẫn là hai con game tôi bỏ tiền túi rồi thôi. Giờ thanh niên này trúng rồi thì loại bỏ khỏi cuộc chơi thôi. Ăn một giải thôi chứ ăn hai giải là kỳ lắm. Chúng ta tiếp tục trộn bài. Lần thứ 6 này tăng ghét nha. Lần thứ 6 đến 9 thì tiếp tục tăng ghét thôi. Vô không? Rồi thanh niên và mã đen này đã tăng tỷ lệ lần thứ 6. Mã đen đây. Thứ 6. Rồi còn 7, 8, 9 này. Trúng Huy 1, 4, 9 nè. Nè có số 1, số 4, số 9 luôn nè. Nên trúng là phải rồi. Tuna 3009. 3 năm không trúng. 7. 3000 năm không trúng. Tuna đó hả? Mới Tuna xong vô tiếp Tuna nữa. Trộn tí mới được. Thanh niên Tuna này nhân phẩm cao quá rồi. Nhưng mà thường thường ra nhiều gì đó là hồi nó xịt. Nè, hai Tuna là nó xịt nè, đó. LN 30 nha. Rồi, lần này là lần ăn hết nha. 9 nè, có 7, 8, 9 này. Xong đủ là lần thứ 6, lần thứ 9 đang ghét này. Bây giờ chúng ta quay lần thứ 10. Là lần ăn hết, chúng con game này vào đường game luôn. Rồi, bắt đầu.
gà vàng hay thanh niên Vinh đây. Rất tiếc gà vàng của chúng ta đang giải rồi. Chúc mừng anh em gà vàng. Thanh niên Vinh thì cận kề cái cửa sinh tử thôi, là khoảng 3-4 hit sale lận. Cái này chắc nhân phẩm mấy thanh niên kia chen vô. Gà vàng á, gà vàng hình như chưa có trúng, có thanh niên Minh Chiến này trúng 2 lần nè. Rồi, chúc mừng anh em. Đây, Belaud Ton là của Trung Phong Quy. Đây phải không? Gà vàng thì Fountain Gen. Tí nữa tôi sẽ gửi cái email qua cho hai anh em này. Màu này thôi. Rồi. Ok, bye bye anh em. Thì vài bữa nữa tôi bắt đầu giveaway cái mới cho anh em. Lần tới thì chắc cho anh em chọn game nữa, tại còn nhiều kia game quá. Lúc đó anh em quay số trúng thưởng rồi, thích con game gì thì cứ chọn trong cái clip tôi gửi luôn. Rồi, ok, bye bye anh em.